Những năm gần đây thì mỗi dịp Tết đến xuân về, thành phố Sơn La đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, trong đó có hội trợ hoa xuân được tổ chức tại quảng trường Tây Bắc, mang lại không khí nhộn nhịp để chuẩn bị chào đón một năm mới với nhiều điều may mắn và tốt lành. Hội trợ hoa xuân thành phố Sơn La năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Chạp những gian hàng cùng với nhiều chủng loại hoa cây cảnh được bày bán đa dạng và phong phú màu sắc như hoa đào hoa mai hoa lan hoa cúc hoa hồng cây cảnh được tạo dáng tạo thế tỉ mỉ bên cạnh đó còn có các sản phẩm như tranh nghệ thuật tranh thư pháp gỗ mỹ nghệ hòn non bộ nhiều người đến chợ hoa không đơn thuần chỉ để mua sắm mà còn để lưu lại những khoảnh khắc những hình ảnh đẹp trước thềm xuân mới mình thấy không khí rất là vui rất là nhộn nhịp mọi người đến thì rất là đông mình cùng gia đình đến hội trợ thì ngoài cái ngắm hoa và ngắm các loại cây cảnh ra thì nhà mình cũng chụp được bức ảnh rất là xinh thì mình cũng mong là một năm mới sắp tới thì mọi người trong gia đình thì đều mạnh khỏe bình an những ngày này tại chợ hoa xuân các tiểu thương từ khắp nơi tập trung về chợ bày bán đa dạng các loại cây hoa cảnh từ mai đào quất lan cúc tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm hương vị tích cổ truyền. Theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ Hoa Xuân năm nay, giá cả các loại hoa cây cảnh có phần tăng nhẹ so với mọi năm. Đến với hội chợ Hoa Xuân năm nay, có lẽ ai cũng cảm nhận được không khí tấp nập và ngập tràn sắc xuân. Hội chợ Hoa Xuân giờ đây đã trở thành một nét đẹp đối với người dân Sơn La, đồng thời tạo cơ hội cho các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân, sản xuất kinh doanh, hoa cây cảnh, giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.